chào tất cả các bạn. Nếu như ở những video clip trước đây thì lúc nào mình cũng hướng dẫn cho các bạn những kiểu makeup nó hơi phức tạp, hơi lèo lẹt một tí xíu. Nếu như không có kim tuyến thì cũng phải là màu neon, không neon thì cũng phải có nhũ, mà không có nhũ thì cũng phải là kẻ mắt đậm. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một kiểu makeup đơn giản vừa phải nhưng vẫn làm cho các bạn rất là nổi bật và xinh đẹp. Hình như cái câu này trong clip nào mình cũng nói thì sao trời. Nói chung là vậy đó. Kiểu makeup này các bạn có thể áp dụng cho những ngày đi chơi lễ sắp tới đây với slogan rực rỡ vào ban ngày, quyến rũ vào ban đêm. Không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Yeah.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu. Còn mình bây giờ phải đi du lịch với gia đình đây. Bye bye, chào và hẹn gặp lại.